hình ảnh ba cổ động viên ngồi trên ngọn cây xem kế trận đấu trên sân vận động Alfonso Perez đã gây bão mạng trong ngày Bắc Sa hòa 0-0 với chủ nhà Getafe. Ba chàng trai trẻ tuổi bất ngờ tạo nên điểm nhấn nổi bật nhất khi leo lên ngọn cây để xem kế màn so tài ở vòng 29 La Liga. Trong nhóm này, một người mặc áo đấu Paris Saint-Germain, một người mặc áo đấu Marseille và một người chỉ lộ mặt cùng chiếc điện thoại khỏi bụi cây. Ba khán giả này được cho là không thể mua vé nên đã mạo hiểm leo lên ngọn cây để theo dõi trận đấu. Do 17.000 chỗ ngồi của sân Alfonso Perez đã chật kín trong ngày Bắc Sa tới làm khách của Gentafe. Khoảnh khắc độc lạ này gây bão mạng khi Bắc hòa không bàn thắng với Gentafe. Đây cũng là vòng đấu thứ hai liên tiếp thay cho huấn luyện viên Xavi phải chia điểm với đối thủ ở La Liga. Hiện tại, Bắc Sa đang dẫn đầu bằng xếp hạng La Liga với 73 điểm và hơn kình địch Real 11 điểm trong cuộc đua vô địch mùa này. Trận đấu kế tiếp của Barca cũng được dự đoán là sẽ sốt vé khi đội bóng xứ Catalan có màn đại chiến với Atletico Madrid trên sân nhà Camp Nou diễn ra lúc 21 giờ 15 phút ngày 23 tháng 4 theo giờ Việt Nam.